Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chương trình tối ngày 26 tháng 9 có các nội dung chính sau đây. Bão số 4, bão Noru mạnh cấp 12-13 đang tiến vào Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Các địa phương tập trung ứng phó với cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Sáng mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác giám sát là một trọng tâm của đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa 15. Đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội theo chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Italia sắp có nữ thủ tướng đầu tiên sau khi đảng cực hữu Anh em Italia do bà Giorgia Meloni lãnh đạo giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin cập nhật mới nhất về cơn bão số 4. Với tên quốc tế là